Lực lượng quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài 1.000 km từ Kupiansk đến Kronki. Những trận chiến ác liệt và đẫm máu xảy ra ở một số khu vực. Trong những ngày tới, các thông tin chi tiết đầu tiên về kết quả của trận chiến sẽ sớm xuất hiện. Theo hướng Abdipka, các trận chiến giành vị trí diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Đặc biệt, các đơn vị súng trường cơ giới của Nga đang tấn công các vị trí của đối phương ở vùng lân cận Kamenka, phía bắc Abdipka. Ở sườn phía nam, các bên đang giao tranh gần Sevenoe không quân Nga đang tích cực tấn công các điểm tập trung nhân lực và xe bọc thép của đối phương trên khắp khu vực Abdiivka. Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía đông làng Georgivka và dọc theo vành đai rừng phía tây bắc Marinka, giành được nhiều lợi thế và có những bước tiến đáng kể. Theo hướng Uleda, giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra, có báo cáo về một bước tiến đáng kể của Nga khi họ giành được 7 km vuông về phía nam. Kênh SGF cho biết lực lượng Moscow đã tiến thêm 1,3 km về phía đường cao tốc Uleda. Theo hướng Zaporizhia, nỗ lực chính của các bên tập trung vào việc cải thiện tình hình chiến thuật. Trong những ngày gần đây, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát về phía tây Vyabovoje. Pháo binh và UAV Nga đang hoạt động tích cực dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo hướng Kherson, tình hình vẫn như cũ, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra ở Kronki và trên các củ lao. Do điều kiện hành quân ngày càng xấu đi, cường độ giao tranh giảm dần. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục chuyển nhân lực vào vũ khí tới Kronki, nơi dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các UAV Nga. Bộ Quốc phòng nga vừa qua đã công bố video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Tho-M2 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasny Liman, quanh tạc mục tiêu Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng nga, các tổ đội hệ thống tên lửa phòng không Tho-M2 đã trực chiến đấu suốt ngày đêm bảo phủ bầu trời tại khu vực mà các đơn vị tấn công đang hoạt động, ngăn chặn việc sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công và trinh sát của đối phương. Hệ thống tên lửa Tho của nga là hệ thống phòng không tiên tiến được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đặc biệt, Thor M2 được trang bị tên lửa 9M338, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12 km và độ cao lên tới 10 km. Theo Sputnik, UAV tấn công liều chết hay còn gọi là UAV cảm tử, ngày càng được sử dụng phổ biến trong giao tranh hiện đại và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng được thiết kế để phát nổ khi tiếp cận mục tiêu định trước. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy một binh sĩ của nước này đã tìm được cách qua mặt người điều khiển UAV cảm tử của Ukraine, dẫn dụ thiết bị của đối phương lao xuống đất và nổ tung. Nhà chức trách Nga tiết lộ, binh sĩ này thuộc quân đoàn Donetsk số 1. Theo Moscow, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng một loạt biện pháp để đối phó hiệu quả với UAV của đối phương, bao gồm cả kỹ thuật vật lý và điện tử, chẳng hạn như sử dụng ở các thiết bị gây nhiễu. Phía Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên ban lãnh đạo nội các thời chiến của israel bao gồm thủ tướng benjamin netanyahu bộ trưởng quốc phòng joab Gallant và lãnh đạo đảng đối lập đoàn kết quốc gia benigan đang có sự bất đồng công khai về hai vấn đề nan giải nhất mà israel phải đối mặt hai vấn đề bao gồm một là liệu israel có nên đàm phán để chấm dứt xung đột và giải phóng con tin hay không và hai là ai sẽ quản lý gaza sau khi xung đột israel hamas kết thúc sự chia rẽ trong nội các thời chiến Israel phản ánh những bất đồng lâu năm về mặt cá nhân và công việc giữa những nhân vật này, những người vốn đã cùng đoàn kết để thành lập chính phủ thời chiến nhằm chống lại Hamas sau khi nước này bị tấn công vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, khi áp lực từ chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thúc giục Israel bảo vệ và hạn chế thương vong cho dân thường ở Gaza ngày càng tăng, áp lực từ người dân trong nước khi đàm phán thả con tin tiến triển chậm, sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo này đã xuất hiện. Lực lượng đặc nhiệm trên bộ của Israel thực hiện nhiều hoạt động tấn công nhóm vũ trang Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban. Thông tin trên do Jerusalem Post dẫn tuyên bố từ lực lượng phòng vệ Israel hôm 16 tháng 1. Tuyên bố ban đầu cho biết lực lượng đặc nhiệm trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel đã hoạt động bên trong lãnh thổ Liban và tiêu diệt mối đe dọa khủng bố ở khu vực Ita al-Saab. Ngoài ra, máy bay của không quân Israel tấn công một bệ phóng chống tăng của tổ chức Hezbollah ở miền nam Liban. Tới đầu giờ chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah trong khu vực. Đánh giá về kết quả đạt được bởi đòn tấn công kết hợp, lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, các cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào hàng chục đồn kiểm soát, công trình quân sự và cơ sở hạ tầng vũ khí của Hezbollah. Đây là khu vực Hezbollah cất giấu vũ khí nhằm tấn công dân thường và binh lính Israel. Hezbollah sau đó lên tiếng bác bỏ tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel rằng lực lượng trên bộ của họ hoạt động bên trong Liban. Các hãng tin Iran cho biết, hai cứ điểm của Zayado trên lãnh thổ Pakistan đã bị phá hủy bởi tên lửa và UAV của IRGC, trong đó cứ điểm ở khu vực Kuheshab là cơ sở lớn nhất mà Zayado vận hành. Không dừng lại ở đó, đây cũng là cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Pakistan, một quốc gia có quan hệ gần gũi với Mỹ và được tiến hành chỉ vài giờ sau khi IRGC thông báo tấn công loạt trung tâm gián điệp ở khu vực gần lãnh sự quán Mỹ tại Ebu, miền Bắc Iraq. Trước tình hình đó, chính phủ Iraq đã chỉ trích cuộc tấn công trên, yêu cầu một cuộc điều tra và yêu cầu đại sứ nước này ở Iran về nước báo cáo về vụ tấn công, đồng thời triệu tập đại sứ Iran tại Baghdad để thảo luận. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đa ra thông báo cho biết nước này lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran và Abu, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh làm suy yếu sự ổn định của Iraq. Ngoại trưởng Iran ngày 16 tháng 1 xác nhận các lực lượng của nước này phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Iraq và Syria. Trong khi Mỹ và Iraq lên án các cuộc tấn công nguy hiểm gần lãnh sự quán Mỹ đang được xây dựng ở thành phố Erbil phía bắc Iraq. Đây là một dấu hiệu leo thang bạo lực khác có thể liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng đang nhắm vào các tàu thương mại trên các tuyến đường vận chuyển chiến lược trên Biển Đỏ trong nhiều tuần để phản ứng trước cuộc xung đột ở Gaza. Ba máy bay không người lái có vũ trang đã bị bắn hạ trên khu vực gần sân bay Ebin vào ngày 16 tháng 1. Mỹ có lực lượng đồn trú tại sân bay, một phần của liên minh quốc tế chống IS trong khu vực. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại các máy bay không người lái bị bắn hạ chỉ vài tiếng sau khi Iran phóng ít nhất 11 tên lửa nhắm vào vị trí mà nước này cho là trụ sở tình báo của Israel tại Ebin, thủ phủ khu vực bán tự trị của người quốc ở Iraq làm 4 dân thường thiệt mạng. Chính phủ Iraq đã chỉ trích cuộc tấn công trên, yêu cầu một cuộc điều tra và yêu cầu đại sứ nước này ở Iran về nước báo cáo về vụ tấn công, đồng thời triệu tập đại sứ Iran tại Baghdad để thảo luận. Bộ ngoại giao Mỹ đã ra thông báo cho biết Nước này lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran và Ebin, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh làm suy yếu sự ổn định của Iraq. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép các nghị sĩ có thêm thời gian thảo luận về một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần, bắt đầu từ cuối tuần này. Việc thông qua nghị quyết nói trên cho phép các nghị sĩ đảng Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng viện và nghị sĩ đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện có thêm thời gian để thảo luận trước khi đi đến đồng thuận và thông qua dự luật chi tiêu tạm thời trị giá 1.590 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ngày 7 tháng 1, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhất trí về khoản chi 1.590 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá 2023-2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Nếu được thông qua, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ được chuyển đến Hạ viện để thảo luận và thông qua. Nếu được lưỡng viện thông qua, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ cho phép kéo dài thời hạn chót đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2024. Mỹ đã liên tục rơi vào tình trạng bế tắc tài chính với tổng nợ công hiện đã vượt mức 34.000 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tấn Mỹ cho biết, Chính quyền Mỹ sẽ sớm công bố kế hoạch đưa lực lượng Houthi ở Yemen trở lại danh sách khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt. Theo đó, danh sách khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt mà Mỹ định đưa Houthi trở lại, không bao gồm các biện pháp trừng phạt hoạt động hỗ trợ vật chất, không đi kèm với các lệnh cấm nhập cảnh như các đối tượng nằm trong danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Vì vậy, động thái này của Mỹ có thể không gây trở ngại đáng kể cho hoạt động cung cấp viện trợ cho dân thường Yemen. Thông tin về kế hoạch trên của Mỹ xuất hiện trong bối cảnh lực lượng Houthi đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công kể từ tháng 11 năm 2023 nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ một hành lang quan trọng cho giao thông vận tải biển trên thế giới. Các lực lượng của Mỹ và Anh đã đáp trả bằng cách thực hiện hàng chục cuộc tấn công trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen từ ngày 11 tháng 1. Trong khi đó, ngày 16 tháng 1, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định rằng Mỹ và đồng minh phải cùng nhau giải quyết mối đe dọa do Houthi gây ra đối với các tàu thương mại ở Biển Đỏ để giảm thiểu tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Không dừng lại ở đó, ông Sullivan thừa nhận các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ cũng như các cuộc tấn công mà các lực lượng khác gây ra ở Liban, Syria, Iraq và Yemen đang đặt ra mối lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể leo thang, ngay cả khi các quan chức Israel đang giảm cường độ chiến dịch quân sự ở Gaza. Ngày 17 tháng 1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC cho biết, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã cùng tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa siêu vượt âm. Theo hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc, cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 ở vùng biển phía đông nam, ngoài khơi đảo Jeju, với sự tham gia của 9 tàu chiến từ ba quốc gia. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ, USS Carl Vinson. Về phần mình, Hàn Quốc đã điều động các tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, trong khi Nhật Bản triển khai các tàu khu trục lớp Congo của lực lượng phòng vệ hàng hải. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung, nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu vượt âm, đánh dấu lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm nay. Trong thông báo mới nhất, JCS cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng gian đe và phản ứng của ba quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như các mối đe dọa trên biển. Cuộc tập trận tập trung vào việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, bao gồm ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt và tăng cường hợp tác ba bên trong việc thiết lập trật tự quốc tế. Đây cũng là cuộc tập trận ba bên đầu tiên được tổ chức sau khi Washington và các đồng minh châu Á triển khai hệ thống chia sẻ theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và nhất trí cùng nhau thiết lập một kế hoạch tập trận kéo dài nhiều năm để ứng phó. Trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận, phát biểu trên tàu sân bay Mỹ, Chủ tịch JCS Đô đốc Kim Myung Su nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận hải quân ba bên, đồng thời cam kết đẩy mạnh sự phối hợp giữa các bên với kế hoạch tập trận nhiều năm chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại